Xin được kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Nhà đẹp ATZ. Ngày hôm nay, Phương Thủy sẽ giới thiệu cho các bạn một không gian sống vô cùng lý tưởng, thoải mái và tiện nghi của gia đình anh Dũng tại Xuân Du, Như Thanh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh Nhà đẹp ATZ trong suốt thời gian qua. Đối với những quý vị lần đầu tiên xem kênh của chúng tôi thì hãy nhấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật thường xuyên các mẫu nhà đẹp đi đầu trong xu hướng ngày nay nhé. Trong những năm gần đây, nhu cầu xây nhà ngày càng tăng cao. Ai cũng hiểu rằng xây nhà là việc làm quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Cũng xuất phát từ tầm quan trọng ấy, nên trước khi xây nhà, tâm trạng chung của chúng ta đều rất lo lắng về tất cả các khâu từ kinh phí, mẫu thiết kế, thuê nhà thầu, mua nguyên vật liệu. Để giảm những băn khoăn ấy của quý vị thì ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị chính là mẫu nhà 2 tầng hiện đại mang phong cách nhẹ nhàng, đơn giản để mọi người cùng tham khảo. Thiết kế có hình khối đơn giản, tập trung vào việc đưa gió và ánh sáng vào ra bên trong. Tổng thể chung của ngôi nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại và tiếp xúc tối đa với thiên nhiên. Mặt tiền nổi bật những đường nét kiến trúc gãy gọn, tạo thành hình khối vuông vức, cân đối. Ngoài ra, việc đặt các cây xanh ở ban công hướng ra mặt tiền và các bồn hoa quanh nhà cũng giúp cho ngôi nhà thêm phần tươi mát. Bên cạnh đó, các kiến trúc sư đã bố trí khéo léo khoảng sân rộng trước nhà. Đồng thời, đây cũng là chỗ để xe ô tô của gia đình. Tuy không sở hữu trang trí họa tiết cầu kỳ, rườm rà, nhưng ngôi nhà lại hiện lên với vẻ đẹp, nhẹ nhàng, tinh tế, thu hút được mọi ánh nhìn. Một sự kết hợp vừa đủ cho những người yêu thích sự đơn giản mà vẫn đạt được hiệu quả thẩm mỹ. Toàn bộ ngôi nhà được sử dụng là hệ cửa nhôm kính cường lực, giúp ngôi nhà lấy được trọn vẹn nguồn ánh sáng tự nhiên. Không những tiết kiệm được điện năng sử dụng mà ngôi nhà vẫn luôn thông thoáng. Bên trong được bố trí những bộ rèm cửa vừa trang trí cho không gian thêm phần sang trọng và có thể chủ động được lượng ánh sáng đưa vào bên trong nhà. Căn nhà được lắp đặt các hệ đèn chiếu sáng giúp ngôi nhà thêm lung linh và đẹp mắt hơn vào ban đêm. Đặc biệt, ngôi nhà như là một mẫu villa có bể bơi ngoài trời theo phong cách hiện đại, giúp không gian của bạn trở nên nổi bật giữa chốn thiên nhiên. Khi chúng ta xây dựng bể bơi, các bạn nên lưu ý thêm tới các yếu tố cảnh quan khác như nhiều cây xanh xung quanh bị rụng lá xuống để đảm bảo cho bể bơi nhà bạn luôn dễ dàng vệ sinh, không bị dây bám và không trơn trượt. Ngôi nhà có kích thước là 11,7m chiều rộng và 13,3m chiều sâu, với công năng bao gồm một phòng khách kết hợp phòng ăn, một phòng thờ, một phòng sinh hoạt chung, một phòng bếp, 4 phòng ngủ, 2 khu vệ sinh chung. Và ngay bây giờ chúng ta cùng khám phá công năng bên trong ngôi nhà này nhé. Từ sảnh chính đi vào là phòng khách nối liền với không gian phòng ăn, có diện tích 37m², vừa tạo được cảm giác rộng rãi mà tiết kiệm được diện tích xây dựng. Ở phía giữa của phòng khách được chúng tôi thiết kế một bộ sofa. Ở khu phòng ăn được thiết kế thêm một sảnh phụ để đi ra bể bơi rất thuận tiện, hoặc khi gia đình có việc thì cửa phụ chính là một điểm cộng lớn. Đi vào bên trong là một phòng bếp có diện tích 15m². Tại đây được đặt một cửa sổ lớn. Ngoài việc cung cấp ánh sáng tự nhiên còn tạo sự thông thoáng, bay mùi thức ăn khi nấu nướng ra bên ngoài, tránh ấm mùi khó chịu. Không gian sinh hoạt riêng tư ở tầng này là hai phòng ngủ có diện tích lần lượt là 17m² và 13m². Phòng ngủ của các thành viên được kiến trúc sư thiết kế khoa học. Tuy nhiên, mỗi phòng vẫn có những thay đổi trong cách bài trí, sắp xếp để phù hợp với sở thích và nhu cầu của mỗi người. Tiếp theo là một khu vệ sinh chung được đặt ở phía cuối nhà, tạo sự thuận tiện và kín đáo. Ngoài công năng sử dụng riêng, theo nguyện vọng của gia đình còn được chúng tôi bố trí thêm một khu để làm spa với diện tích 9,5m². Tuy không tốn nhiều diện tích sử dụng, nhưng gia đình vẫn có thể sử dụng làm nơi kinh doanh để có thêm thu nhập hàng tháng.
Di chuyển lên khu vực tầng 2 cần đi qua 21 bậc cầu thang. Người gia chủ thường không quá quan tâm tới cách tính bậc cầu thang khi xây dựng nhà ở. Tuy nhiên, số bậc cầu thang có ảnh hưởng tương đối đến vẻ đẹp phong thủy và vẻ đẹp thiết kế trong nhà. Mặc dù không thể khẳng định được điều này có đúng hay không, nhưng ông cha ta thường có câu có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Để tránh được những tác động xấu, chúng ta nên chú ý đến vị trí, hình dạng và cách tính bậc cầu thang theo phong thủy. Và đặc biệt là chú ý tới cách tính số bậc cầu thang. Bởi trong nhiều trường hợp, số bậc phạm phải phong thủy sẽ áp chế lại những may mắn, thịnh vượng, tạo ra những năng lượng tiêu cực. Với chương trình này, được bố trí 21 bậc cầu thang sẽ rơi vào bậc sinh, có nghĩa là điểm xuất phát, chào đời, đầy năng lượng, trẻ trung và sinh khí. Khu vực đầu tiên của tầng này là một phòng sinh hoạt chung rộng 16m². Thiết kế một phòng sinh hoạt chung sẽ mang lại sự ấm áp và cảm giác gần gũi cho các thành viên trong gia đình. Với nhịp sống hiện đại ngày nay, đôi khi cuốn con người ta vào guồng quay của công việc, học tập nhiều tới mức thời gian dành cho gia đình, dành cho những người thân yêu cũng trở nên hạn chế. Về với gia đình, lại dành cho điện thoại, cho máy tính, cho các mạng xã hội và các thế giới ảo nhiều hơn. Người ta hay tự thu mình vào những thế giới riêng mà quên đi sự cần thiết của việc dành thời gian cho gia đình. Chính vì vậy, phòng sinh hoạt chung là không gian rất cần thiết trong xã hội hiện đại ngày nay. Ngăn cách giữa phòng sinh hoạt chung và phòng thờ chính là hệ vách ngăn gỗ, vừa tạo được sự thông thoáng và vẫn giữ được vẻ trang nghiêm chốn phòng thờ. Ở tầng 2 được thiết kế hai phòng ngủ có diện tích lần lượt là 13m² và 15,3m². Tại không gian mỗi phòng ngủ đều được thiết kế một ô cửa sổ lấy sáng, giúp không gian phòng ngủ luôn thoáng mát. Và không gian cuối cùng của tầng 2 chính là khu vệ sinh chung được đặt đồng trục với khu vệ sinh ở tầng 1, tạo sự thuận tiện khi lắp đặt. Trên đây là những xu hướng thiết kế hiện đại đang được rất nhiều khách hàng ưa chuộng, với đầy đủ công năng sử dụng mà vẫn có nét tính cách riêng của mỗi gia chủ. Là đơn vị có kinh nghiệm thiết kế, thi công và xây dựng nhiều công trình trên khắp cả nước, ATZ luôn làm hài lòng tất cả những vị khách hàng khó tính nhất. Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để nhận được sự tư vấn nhiệt tình và nhanh chóng theo số hotline 0985 898 188 và đừng quên nhấn like, chia sẻ và ủng hộ kênh Nhà đẹp ATZ của chúng tôi. Còn bây giờ, xin được nói lời tạm biệt tới các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.